Phan Đình Tuấn thể hiện thiện ý hợp tác với tổ điều tra sau khi chúng ta đảm bảo an toàn cho gia đình của anh ta. Bằng cách nào đó, anh ta đã ghi hình lại được toàn bộ cuộc họp bàn kế hoạch dưới sự chỉ đạo của Đặng Văn Nhất. Thưa anh, bộ sinh phẩm KT đã được duyệt và sẽ đưa vào sản xuất. Về truyền thông thì đây là bộ kit test COVID Made in Việt Nam đầu tiên. Tôi muốn nó là của chúng ta. Tập đoàn Thiên Thiên Nhất là một trong 5 doanh nghiệp về dược phẩm và thiết bị y tế lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn này có tiềm lực tài chính rất lớn và lãnh đạo của tập đoàn được xác định là có mối quan hệ sâu rộng từ cơ quan chủ quản tới các cơ sở y tế, bệnh viện, các CDC địa phương. Đến thời điểm này đã xác định được mối liên hệ về tài chính giữa tập đoàn này và công ty Khải Tuấn bằng việc xây dựng sơ đồ các doanh nghiệp có liên quan và hệ thống các thủ pháp kế toán. Thưa anh, em nghĩ là không nên thành lập công ty mới. Ta lấy luôn công ty của Tuấn, rót vốn vào, ý là để mở rộng kinh doanh. Thế được không cậu? Miễn là mọi người đừng biến em thành cầu thủ dự bị là được. Cậu mà không vào sân thì ai đá tiền đạo? Phải không chị Băng? Chúc lo nguồn hóa chất, đảm bảo lợi nhuận 400%. Dạ, em đã có phương án, lát em sẽ trình bày ạ. Cái hợp đồng đầu tiên ý, là tôi muốn ký với cơ quan chủ quản của cô. Chi tiết cụ thể thì Khải và Hải Trúc sẽ bàn với cô vào thời điểm thích hợp. Dạ. Nhưng trước mắt tôi muốn biết cô có lo được thủ tục và đảm bảo cái giá mà tôi cần hay không. Ừ? Giá thành anh vẫn muốn hơn gấp 4 lần như thế ạ. Phải thế thì mới bỏ công làm. Từ thẩm định giá, tư vấn đấu thầu, người của tôi làm. Chúng ta bỏ ra ngoài một khoản tiền gọi là tiền chăm sóc khách hàng, chi ngoài hợp đồng cho các giám đốc CDC và những người có liên quan. Em nghĩ cái vấn đề này mình cần phải bàn kỹ. Sao? Bởi vì để sản xuất hàng loạt được thì phải tìm được nguồn cung ứng ổn định của hợp chất X02. Cái đó anh không phải lo, em sẽ đảm bảo nguồn cung. Chuyến hàng đầu tiên sẽ nhập cảng cuối tuần sau. Điểm mấu chốt của vụ án này là hóa chất DX02, thành phần chính ở trong bộ sinh phẩm KT. Đây là một hóa chất rất khó nhập khẩu. Công ty An Sinh là một công ty nhỏ mới thành lập, không thể nhập khẩu được hợp chất này nếu không được ủy quyền hoặc là đại diện của các thương hiệu lớn, doanh nghiệp mạnh, có thâm niên trong ngành, có đối tác đáng tin cậy trên thị trường quốc tế. Thông qua áp dụng tổng thể toàn diện các biện pháp nghiệp vụ thì đã xác định được doanh nghiệp ủy quyền cho An Sinh. Nhân đây em cũng xin được trình bày kế hoạch luôn. Để đảm bảo cái giá mà sếp Nhất đưa ra, em đã thành lập và mua 16-17 công ty từ Bắc đến Nam. Em sẽ lo về phần thủ tục, còn anh Tuấn lo người nhá. Thế nào?